Ơi chỗ này sai. Anh Khôi ơi, chỗ này nè con. Mì xí rồi son xí. Con làm lại lên chỗ này cho cô đi. Câu câu ba. Anh Khôi từ chỗ xì mì son xí xí la la. Bắt đầu từ đây cho cô đi. Cẩn thận tay trái sai nè. Rồi lại chỗ này. À, cái chỗ đúng không? Ừ. Ờ, à, chỗ này từ từ. Dạ. Sao này son thường hay son thăng? Sao con bấm son thăng? Ôi. Đúng không? Cái này son thường mà. Thăng ồ, đâu phải son thăng đâu. Son thăng nó chỉ có trên cái ô trên này thôi con. Dưới này không có nha. Em đang thắc mắc mấy chỗ qua dấu quay lại á. Có nghĩa là vậy nè, con nhìn vô trong bài nè. Từ đầu bài mình đang tới cái này. Đúng không? Dạ. Con nhìn thấy rõ không? À, dạ rõ. Tới đây xong mình vòng lại đây. Rồi mình đàn tới đây luôn. Rồi qua cho mình nghĩ đúng số nhịp nó 23. 23 xong qua chữ C luôn. Rồi từ cái chỗ chữ C này mình đàn tới dấu hoàng này. Mình lặp lại ở đây. 4 lần. Hết 4 lần đó rồi mình qua đây luôn. Ha, à, qua đây xong rồi mình nghĩ 4 nhịp. Đồ mi 2 3 4 rồi mình xuống đây luôn, mình làm rồi mình đàn tiếp tục. Ở đây cũng vậy luôn. Yeah. Rồi đàn tới dấu hàng này mình lặp lại xong qua đây luôn. Rồi đây cũng vậy luôn, lặp tới đây dấu hàng lặp lại. Rồi tiếp đi luôn. Ở đây cũng vậy, rồi đàn tới đây lặp lại. Rồi hết. Đó thì thầy vẽ cho con hiểu không? Dạ yeah, hiểu rồi. Rồi nhớ cho con. Rồi thì ngón số 1 ở dây số 5. Nè, ngón số 1 dây. Nè. Ngón số 1 đây. Dây 5 ngăn 2. Đúng rồi, dây 5 ngăn 2. Ngón số rồi. 2 là ở dây số 3. Đấy, đúng rồi, ngón số 3 đây. Ngón số 4 đây. À. Con hiểu không? À, hiểu đó, đúng không? Đúng rồi thầy. Dạ. Cái lúc mình quạt xuống á, 1 với 2 á. Thì có thể đàn hết dây luôn. Bây giờ còn khi cái lúc mà quạt nhanh á thì mình những dây dưới thôi này, để cho âm thanh mình nó nhẹ. Bây giờ 1 2 rồi nó nhẹ hơn đúng không? Thế đừng có gom hết lại như này nghe xong mất buồn lắm nha. Rồi là chậm đó nha chị nha. Re pha la re. Chậm rãi thôi chị nha. Rồi ok chị. Cho cái đường nó xoay nó hướng ra ngoài. Vậy ha, ở dây nào cũng vậy hết. Nhưng mà mỗi dây sẽ mô khác. Ví dụ ở dây sòn thì chỉ cần cái đường nghiêng ra ngoài nó nhiều hơn. Còn những cái dây còn lại thì mình không cần nghiêng nhiều ha. Mình để vừa vừa thôi là nó cũng có thể đi ra ngoài rồi. Ha, rồi. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Rồi, ok. QC. Part 2.